giả bất kỳ có thể lên bước lên hỗ trợ giùm cho em để bốc thăm may mắn. Mà cần ơi cần, em gam chọn này lại đi, cần cần lấy cần cần ơi cần. Rồi bây giờ cần sẽ trộn lên, em xin mời một người bất kỳ có thể bước lên hỗ trợ bốc giùm cho em áo bông. Đúng rồi em đó, trời ơi xin thẳng xa thẳng thẹ không, trời ơi cái ghét cái sợ vậy đèo. Còn có nắng đâu mặc váy chống nắng vậy mẹ, trời ơi cái bộ đồ hiệu của người ta đó trời. À đồ hiệu hả? Ừ. Sao xin lỗi vậy, tại chỉ mặc đồ hết mét không mà cho nên nhìn... cái giải này mua chơi bằng cờ. Rồi ok em giới thiệu về mình trước đi nè. Tiên Phú Nhuận phải không? Bây giờ em giơ hai cái tay em lên, chắc chị nhờ em xăng cái tay áo lên luôn. Tại vì trời ơi cái neo nữa kìa, mà neo phải trùng màu với cái bông áo luôn mới chịu. Rồi ok bây giờ trộn lên, còn ai chưa ghi không ạ? Còn anh này đang ghi. Bây giờ hoặc là mình không có xăng tay áo lên được không cưng? Sợ người ta nói mình sợ người ta nói mình gian lận á. Rồi cho nên em phải dâng lên, xăng lên rồi chết nha. Dân. Thì ra nó mặc áo tay dài là nó đeo vàng. Nhưng mà cũng đúng á. Ngày Tết á mình đi ra đường mình cẩn thận chút. Đúng rồi. Năm ngoái con bé kia đeo xi men đi ra đường về còn cái cùi không. Thật là duyên nó dàng. Được chưa hả? Rồi bác quý vị. Rồi cha ơi cha. Rồi đúng vậy mà muốn bay hai cái tay ra, đè hai cái tay ra, hai bàn tay của em đây mười ngón còn à, ngước lên trời đó. Rồi chọn lên cái ngước lên trời ok rồi một cái thôi chứ hai cái vàng một thôi bé. Rồi ok bây giờ em đọc ai sẽ là chủ nhân của năm phân vàng cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Chưa lại xong chương trình cái tên dạ Dương Tâm. Dương Tâm trời ơi. Bữa nay toàn là mấy người sao cơ, mấy cái nết dữ dằn kinh cơ mà. Rồi bây giờ Dương Tâm đọc dùng cái số điện thoại đi ạ. 0988 259424. Rồi mời em đọc. Em đọc lại đi ạ. Dạ 0988 259424. Hợp lệ quý vị, Dương Tâm là người may mắn. Năm phân vàng cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Trước khi em nhận năm phân em lì xì lại cho bạn bữa này ăn sáng nha. Ok. Yeah. Rồi xin mời em. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người đã đến với đêm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và phòng bốc thăm giới thưởng vừa rồi cũng khép lại chương trình Táo Vui của Đầu Lưu Tôi Sài Gòn Tân Thời. Chúng mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 18 giờ ngày mai. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon.